nhân dịp đầu năm mới, công ty Tân Phong Promotion giảm 10% học phí từ 7 triệu chỉ còn 6 triệu 300 ngàn đồng. Giảm thêm 5% cho năm bạn đăng ký đầu tiên và nhận ngay bao lì xì may mắn đầu năm của khóa học diễn viên lồng tiếng. Nhanh tay đăng ký ngay để được hưởng các ưu đãi. Được học mỗi ngày, học mọi thời gian rảnh, học đến khi lành nghề, không giới hạn thời gian và độ tuổi. Đặc biệt, sau khi lành nghề, các bạn được làm việc cộng tác tại công ty. Quyền lợi: các bạn có nhiều thời gian và không gian để thực hành, được khóc, cười cùng nhân vật trong rất nhiều thể loại phim, làm chủ được giọng nói của mình, chinh phục sách nói, có khả năng nói lưu loát và giọng khỏe đẹp. Chỉ cần có quyết tâm và cố gắng theo đuổi đam mê là các bạn có thể làm được tất cả. Rất nhiều dự án tại công ty đang chờ các bạn thử sức. Hãy tự tin vào bản thân và bắt đầu cuộc hành trình nào. Các môn học nào trong khóa học: giới thiệu nghề diễn viên lồng tiếng, tri thức ngôn ngữ học cho diễn viên lồng tiếng, kỹ thuật lấy hơi, luyện giọng, chuẩn phát âm miền Nam và Việt Nam, diễn cảm, chuyển từ văn đọc sang văn nói, và sắc thái tình cảm, nhấn nhá đại từ, kỹ năng lồng tiếng, phân tích tâm lý nhân vật và thể hiện một cách chân thật nhất, thực hành đọc và nói liên tục cùng với các giảng viên trợ giảng, thực tập lồng tiếng và đọc phôi ốp tại phòng thu. Thời gian học: học viên được học và thực hành mỗi ngày trong tuần với 3 khung giờ: sáng 9 giờ đến 13 giờ, chiều 13 giờ đến 17 giờ, tối 18 giờ đến 21 giờ 30. Học viên có thể tự do sắp xếp được công việc của mình và học đến khi nào có kỹ năng tốt nhất. Học viên có thể rút ngắn được thời gian học tùy vào khả năng của từng bạn. Bạn đã sẵn sàng trở thành một diễn viên lồng tiếng chưa? Hãy nhanh chóng liên hệ và đăng ký ngay tại công ty Tân Phong Promotion. Địa chỉ 193A, Xuyệt 2B, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0919 191 595, 0979 060 357. Gặp thầy Danh. Fanpage: Đào tạo diễn viên lồng tiếng.